Vâng, Mộc Nam Huy xin chào. Và hôm nay cơ sở sẽ quay cho mọi người coi những cái cây gỗ tràm bông vàng. Một cái dòng gỗ phải nói rằng trong phân khúc bình dân, nhưng mà chất lượng của nó lại rất là tốt các bác nhé. Thì hôm nay em đang có mặt tại đây, em cưa gỗ để qua năm mới, sau Tết âm lịch thì sẽ tiến hành làm các sản phẩm giường, tủ và bàn ghế. Nói về gỗ tràm bông vàng thì chắc là mọi người biết rồi. Chất lượng của nó thì cực kỳ tuyệt vời trong mức giá bình dân. Thì ở đây thì như mọi người xem, với cây tràm bông vàng thì cái độ lõi của nó bên trong ấy, nó vàng óng, nó rất là khác biệt so với những cái cây tràm lai thông thường. Và những cái dòng tràm này ấy, thì khi chúng ta đóng thành cái sản phẩm thì cái độ bền nó sẽ cao hơn, và khả năng dăm và rút thì nó sẽ hạn chế hơn rất nhiều. Thì hôm nay em có cưa một số những cái cây theo cái chủ đích của mình. Thì em có lựa những cái cây nào mà nó đẹp nhất, lõi nhất thì em lấy. Ví dụ như bên đây, một số cây em đánh dấu ở đây, Huy ở đây. Đó, thì những cái cây em lựa ấy là những cái cây mà nó sẽ có gọi là ít bìa các bác nhé. Càng ít bìa càng tốt. Thì nó sẽ là những cây mà nó có cái thời gian phát triển tốt hơn. Ví dụ như cây này, ruột nó nhiều, rác nó ít này. Thì mình cưa nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên thì cái cây này thì nó không có được tròn trục, cho nên em cũng lấy. Đó, và như mọi người nhìn những cái đầu cây bên đây này. Đấy, thì như em nói rồi, những cái đầu nào mà cái rác nó ít ấy, thì mình cưa nó sẽ lợi gỗ hơn và cây nó đẹp hơn. Thì ở đây hôm nay em có lựa một số những cái cây đẹp. Trong này có cây rất là đẹp này, hai cây. Đấy, lựa được hai cây là rất ưng ý luôn. Đấy. Đó, thì những cây này thì bên em sẽ cưa vào mặt ván của tủ áo cũng như là vai giường có thể cưa được này. Đó, bên này cũng cưa luôn. Đó. Đó, anh lấy cây ngoài này em trước này, cây ngoài ký trước này. Đó. Thì những cái cây này sẽ cho anh em cưa vào những cái bộ vai cũng như là ván cánh các kiểu. Thì những cái cây này á, mọi người biết rằng là mình dùng là rất là bền. Và khi cơ sở bên em đóng lên là những cái bộ bàn ghế, giường, tủ ấy, thì được khách hàng ủng hộ rất là nhiều. Đó, và công tác thì hôm nay em cưa thì dự kiến là em cưa 5 khối. 5 khối để làm ván. Còn những cái đồ bàn ghế thì em vẫn còn rất là nhiều để tiếp tục cưa trong năm mới. Thì đôi lời chia sẻ đến tất cả mọi người, một cái dòng gỗ mà bình dân thôi, nhưng mà chất lượng thì là rất là tốt và giá cả thì rất là phù hợp, rất là dễ mua. Thế như mọi người xem cái cây tràm mà đúng cái tràm bông vàng thật đấy, mọi người đi nhìn cái cây là mọi người biết rồi, cái màu nó vàng óng rất là đẹp, nhưng nó không có giống như mấy cây tràm lai rác thông thường. Để hướng đến một cái thương hiệu Mộc Nam Huy gỗ tràm bông vàng thì em rất là chăm chút cho cái khâu này, đó là khâu đi mua gỗ này. Chắc phải là mình trực tiếp đi thì mình mới mua được những cây đẹp. Nói chung là hàng này thì giá nó rất là cao các bác nhé, so với gỗ tràm lai thường ấy là giá cao, chứ còn so với những dòng gỗ khác thì nó cũng bình dân thôi. Vâng, Mộc Nam Huy xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở trong những video kế tiếp nhé.